Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Linh Kiện 789.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ test bao gồm là ba cái bộ mạch đèn LED COB sử dụng điện áp 220V loại 50W với ký hiệu sẽ là từ B71 cho đến B100, và giá sản phẩm hiện tại bên mình đang bán là 90.000 đồng. Thì khi anh em nhận được hàng sẽ bao gồm là một mạch LED COB loại 50W sử dụng điện áp 220V như thế này. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như là Zalo và Shopee là hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 789. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống vào bình luận Tích và Linh Hoàng phía dưới nhé. Ok, thì ở trên mạch này thì bên mình đã hàn sẵn cho các bạn đầu dây rồi. Thì các bạn chỉ cần đấu trực tiếp điện áp 220V vào đây thì mạch nó sẽ hoạt động anh em nhé. Và lưu ý là khi anh em mua cái đèn LED COB loại 50W này về thì anh em bắt buộc đằng sau anh em phải anh em phải gắn cho nó một miếng nhôm tản nhiệt để tỏa nhiệt cho mạch được tốt hơn. Chứ nếu mà anh em mua về mà anh em sử dụng ngay được tiếp á thì nó sẽ bị hỏng mạch đấy anh em nhé. Thì ở đây thì mình chỉ test khoảng một vài giây thôi, cho nên là mình sẽ không cần đến cái nhôm tản nhiệt. Đấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cấp nguồn vào để test sản phẩm. Thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng điện áp trực tiếp 220V vào đây thì nó sẽ hoạt động. Đây, mình sẽ đấu cho anh em xem. Đấy. Rất là sáng rồi anh em ơi. Ok, như vậy là mạch có hoạt động rất là tốt. Và mình chỉ test khoảng một vài giây thôi. Thì bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu để tiếp tục với những sản phẩm tiếp theo. Thì ký hiệu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ là từ B71 các bạn nhé. Ok, và với những mạch tiếp theo thì mình cũng sẽ test tương tự như chiếc mạch đầu tiên này nhé. Ở đây là mình sẽ đỡ thời gian anh em chờ đợi, thì mình sẽ test một lúc nhiều mạch và đánh dấu ký hiệu một lúc anh em nhé. Thì cái mạch LED COB loại 50W này nó sẽ thích hợp cho những nhà bạn nào muốn sử dụng để thay thế cho các bóng đèn 220V bình thường mà chúng ta hay mua bên ngoài ấy. Chúng ta có thể mua cái này về gắn một miếng nhôm tản nhiệt vào để sử dụng. Đấy, hoặc là những nhà bạn nào mà đang có dư thừa hoặc là bị hỏng những bóng đèn LED mà nó bị cháy mấy mạch LED đấy, mà cái vỏ nhựa nó vẫn còn mới, anh em đang muốn sử dụng lại thì anh em có thể mua về để gắn vào. Và nên nhớ là cái này nó chỉ có thể tái chế vào những cái đèn LED mà nó có cái miếng nhôm tản nhiệt bên trong anh em nhé. Cái này nó rất là thích hợp cho những nhà bạn nào mà có đi bán các loại nông sản này, hoặc là các bán hàng rong ấy, thì chúng ta có thể mua về cấp vào và bán. Đấy, rất là sáng rồi anh em. Cái loại này 50W dùng cho khoảng tầm vài ba bóng anh em thắp thì cũng là sáng trưng luôn.
Xin lỗi các bạn, đây là mình ghi nhầm thành 2 cái 83. Ok, như vậy là hôm nay mình đã test xong bao gồm là 30 bộ đèn LED COB loại 50W sử dụng đến áp 220V với ký hiệu là từ B71 cho đến B100 và cả 30 sản phẩm đều hoạt động rất là tốt. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn cho thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.